Ủa, sáng Hòa Lan xin chào cả nhà. Tiếp tục lên sóng. Hôm nay em chia sẻ nhiều dendro nè. Sorry cả nhà, tại vì em đang nhai cục kẹo dẻo. Bây giờ nó bị dính răng. Dendro hôm nay có vàng đỏ xưa, lavender, vàng đỏ hoàng kim, ruby 2, gift by God. Rust thì hôm nay em chỉ có một chậu, đó là cây Chatman Catherine. Cây này là cây Nhật. Chậu này không hoa, cây này nó cũng rất là xiên hoa nha. Nó mà đạt được dạng giống như là nó đã khỏe rồi, nó cho hoa hoài luôn, hoa liên tục luôn. Chậu này rất là tiềm năng, một ba thân, bốn thân, nhưng mà thân cuối á nó đã bị có nhát cắt rồi, bỏ qua thân đó đi. Hiện tại nó là ba thân nè, ba thân hai măng, xin hết, chậu không hoa. Em để cả nhà giá là 300.000 đã bao gồm phí ship. Cái cây này hồi xưa là rất là mắc luôn, mà cái mặt hoa nó cực kỳ đẹp trong cái dòng rush Nhật nha, cực kỳ dễ thương, cực kỳ đẹp luôn, cây cực kỳ khỏe. Nói chung á, là khi mà biết về rush là cái cây này lúc nào cũng phải có trong vườn của mình. Cây này là cái cây gọi là quốc dân luôn á, dạng là quốc dân. Cái cây chơi rush là phải có cái cây này, Chapman Catherine. Dĩ nhiên nó sẽ khác cái đuôi, cái này là Cathay, Cathay Suka hay là Sakura, thì mặt hoa nó na ná thôi, mặt hoa nó na ná nhau, khó, rất là khó phân biệt được. Cho nên em chỉ kêu nó là bánh bèo Nhật thôi, tại vì nhìn cái mặt hoa nó cưng lắm. Nó nhìn mà thiệt, cái mấy chị em mà thích dạng mấy cái dòng mà nó dễ thương cute như vậy á là nên sắm em này nè, cực kỳ dễ thương luôn. Em khoái cây này lắm, cây này là em khoái nhất ở trong vườn của em. Cây này cách Chapman Catherine, chậu đang chậu ba thân hai măng như vậy nè, phần hang khỏe luôn. $300.000 đã bao gồm phí ship. Hồi nãy đo cái cây này là nhiêu vậy ta, tự nhiên giờ quên nữa rồi. Định chia sẻ cái chậu vàng đỏ xưa trước. Ngày này 20. Đây là một cái chậu vàng đỏ xưa mà em đã khai thác hết rồi. Nhưng mà không phải là khai thác hết đâu, nghĩ như là một cái mắt nó vẫn còn á, một vài thân cái mắt nó vẫn còn, nhưng mà em làm biến khai thác tiếp á. Có một cái thân đầu như vậy nè, 20 sang, cây này cây tuyển nha. Đây. Chậu thuần than nhưng mà anh chị khai thác được á. Hiện tại cái cây này nó rất là mắc luôn á. Hồi sáng em mới đi nè, em mới đi gom thêm cây về để chia sẻ với cả nhà. Cái anh á, anh bán cho em một cái thân này thôi á, mà nhỏ hơn vậy nha, dĩ nhiên là đã trồng rồi, tầm 10 xăng thôi, đã 1,5 triệu rồi. Thật sự luôn á, hôm nay nó lên quá cao đi. Hôm nay cái chậu này nó lên quá cao. Cây này là em chia sẻ nha, em chia sẻ cái thân này với lại một cái đống củi này. Đống củi này vẫn còn khai thác được chứ không phải là không được. Cắt cái thân này ra thì mấy cái dòng kia vẫn còn, mấy cái thân kia vẫn còn khai thác được. Chậu này đã hoa, cắt hoa quá trời luôn rồi đó. Nè, em cắt hết rồi. Cái này, cây này khỏe lắm. Cắt cái thân này lên là mấy kia nó tự động nó bật lên rồi cả nhà ơi. Thiệt luôn á, chậu này em để cho cả nhà giá 1,5 triệu là đã bao gồm phí ship luôn. Chậu vàng đỏ xưa này nè, thân đầu 20 xăng, thân đầu 20 xăng nha. Đi mua là đã 1,5 triệu mà chỉ có 10 xăng thôi á nha. Nè, em không có mua, này cây là cây nhà cho nên em mới chia sẻ rẻ cho cả nhà đó. Tại vì giá quá cao, không thể nào ra được. Nhưng mà hiện tại thị trường nó đang như vậy á, thị trường nó đang như vậy.
20 xăng nè, cái thân này là 20 xăng VIP luôn nè. Đó giờ thấy em cầm không? Đây. Vẫn còn đi ngọn. Cây này nè, cả nhà thấy không? Cả nhà thấy lá nó vẫn còn sạc không? Đó, cái cây vàng đỏ xưa nó khác lại vậy, nó vẫn còn sạc đó. Cây này đẹp. Mà khỏe à, cái cây này em khai thác biết bao nhiêu rồi ta? Mấy thân à? Mà em cũng làm biến khai thác á. Biến quá. Để cho cả nhà 1,5 triệu để cả nhà về khai thác mấy cái mắt này. Một triệu rưỡi cho cái chậu vàng đỏ xưa này. Tiếp theo là cái cây ruby number 2. Ruby number 2 nãy mới vừa đo cũng như ta, cũng 20 xăng. 20 xăng, 13 xăng. Đứng lên ngồi dậy chóng mặt quá. Chậu hai thân như vậy em chia sẻ với cả nhà với giá là 2 triệu nha. Cây này là cây ruby number 2, cây này nó đang hot cực kỳ luôn. Cây này đang hot, không mua được, giá hiện tại em không mua được luôn. Cây này là chia sẻ. Cây nhà chia sẻ. Cái thân đuôi là vẫn còn đầy đủ mắt ngủ nha. Cây này vẫn còn đầy đủ mắt ngủ, thuần bằng than sạch. Cái thân đuôi là 20 xăng. Còn cái thân đầu là bao nhiêu ta, 10, tầm 13 xăng mà nó vẫn còn đi ngọn. Chậu không hoa. Giá là 2 triệu đồng đã bao gồm phí ship cho cái chậu ruby number 2. Cây này đang hot lắm nha cả nhà, tại vì cái mặt hoa nó cực kỳ lạ lắm. Nhìn cái là biết ruby. Cây này hàng đẹp luôn nè cả nhà. Thân vẫn còn đi ngọn. Lá đẹp. Đang hot hòn hột luôn á. Hot. Hot rất hot. Hot lắm. Cây này đang rất là hot ở trên Facebook. Facebook rất hot luôn. Hiện tại em chỉ đăng mấy cây dendro, em chỉ đăng trên YouTube thôi, em không có đăng trên Facebook nha. Facebook thì thỉnh thoảng em mới đăng dendro trên Face thôi, còn bao nhiêu là em đăng trên YouTube hết á. Rồi, tiếp theo là một cái chậu lavender. Lavender này á, lúc trước là rẻ nha, em bán một thân một mang, có khi là hai thân, có khi ba thân. Em bán có cả 1 triệu đồng à. Mà bây giờ cả nhà biết không, em mua một cọng nhỏ thôi là đã 1 triệu rồi. 1 triệu, một cho đến 1,5 triệu. Một thân một mang là 1,5 triệu, cả nhà tin không? Nó cao giá nó đến như vậy luôn, khi mà bán xong hết rồi á, trời ơi nó mới lên. Nó mới lên mà nó vẫn chưa hạ nhiệt, vẫn còn đang hot, không ai bán cây cho mình luôn. Cái chậu này á là cái chậu 3 thân, 4 xăng, 3 xăng, 4 xăng. Nó vẫn còn đi ngọn. Giá 2 triệu nha cả nhà. Lúc trước bán 1 triệu đồng bán hết luôn rồi. Giờ còn một chậu này nè, hot quá rồi. Thì cái cây này nó hot thiệt chứ. Cây này là cây lavender 3 biên. Cái màu đó là màu tím cho nên nó lạ lắm. Mặt màu mà mình nhìn vô là mình có thể phân biệt được đó là cây lavender luôn. Nhìn cái là biết liền à, biết là ẻm luôn. Chậu như hình, chậu không hoa, xin hết nha. 3 thân, 4 xăng, 3 xăng, 4 xăng. Ngọn thì vẫn còn đi. Nhưng mà nó sẽ đi ít thôi. Và nó sẽ bật mặn, bật mầm á. Nó không đi cao nữa đâu. Cái mầm này nó sẽ không đi cao đâu. Mà cả nhà, nếu mà không phải vỗ tác phẩm thì nên cho nó, nếu mà mình mua mà mình không vỗ tác phẩm mà muốn nhân giống á, thì để cho nó thắt ngọn thì nó sẽ bật mầm, thì lúc đó mình sẽ khai thác được nhiều. Đây là cái chậu
Lavender với giá là 2 triệu đồng đã bao gồm phí ship. Tiếp theo là cái cây vàng đỏ hoàng kim. Vàng đỏ hoàng kim hồi bữa là một thân một măng thì em đã chia sẻ rồi, em đã bán rồi. Hiện tại chỉ còn một cái chậu này thôi, một cái chậu này là hai thân một măng. Tầm 10 đến 11 xăng, 11 xăng á, hai thân đều là 10 đến 11 xăng. Cái này là vàng đỏ hoàng kim, hai thân này đều là 10 đến 11 xăng, giá 1 triệu rưỡi đã bao gồm phí ship cho cái chậu vàng đỏ hoàng kim này nha. Cho chậu vàng đỏ hoàng kim này nè. Em quay kỹ cho cả nhà xem. À, cả nhà mà muốn muốn mua nhưng mà muốn xem lại muốn xem lại chi tiết thì có thể bấm vô cái phần mô tả, như nó có cái phần mô tả xăng rồi đó. Thuần bằng than, tất cả cây bên em đều thuần bằng than. Chậu này, chậu vàng đỏ hoàng kim này thì 1 triệu rưỡi đã bao gồm phí ship. Tiếp theo là cái chậu Gift by Gold. Chậu này cực kỳ đã. Đã là sao? Đã là nó có hai hướng khác nhau. Một lúc trước em bán rẻ cây này, em bán rẻ lắm nè. Tại vì em có nhiều, bây giờ nó hót rồi. Không có cây để bán luôn. Chậu như hình nè, 4 thân. 4 thân mà 2 măng luôn nha. Mỗi bên là 2 thân 1 măng, mỗi bên là 2 thân 1 măng, giá zin hết nha. Giá như vậy là em bán chia sẻ vui là 1 triệu đồng á. 1 triệu đồng bao gồm phí ship chậu không hoa nha. Cây này nên mua. Cái màu sắc của cái mặt hoa Gift by God này là em không thể nào diễn tả được ở bên ngoài. Nó rất đẹp. Ở bên ngoài nó cực kỳ đẹp, nó cực kỳ dễ thương. Không chơi cây này thì uổng lắm cả nhà ơi. Bên em này em chỉ chia sẻ một vài loại dendro mà em thích thôi. Còn mấy cái dạng mà cao cấp hoặc gì đó là em không có rồi. Cây Gift by God này nè, là thân nó bao nhiêu tơ nè, em có đo rồi, tầm 11 xăng à. Tầm 11 xăng. Tự nhiên đo xong giờ quên. Mẹ ơi, giờ bữa chắc sắm cái thước cây để cho cả nhà xem luôn. Giờ thước cây giờ đo xong quên mất tiêu rồi. Tầm 11 xăng. Đẹp luôn nha. Cái này 1 triệu đồng đã bao gồm phí ship. Được cái là lại là hai hướng khác nhau. Hai hướng. 1 triệu đồng nữa, bao gồm cả ship cho cái chậu Gift by God này. Ôi, trẻ quá rồi. Trẻ quá rồi, thôi em chào cả nhà. Em chào cả nhà, em nhắc lại, có cả nhà có cần em nhắc lại không ta? À, cây vàng đỏ xưa hôm nay em chia sẻ là 1 triệu rưỡi nè. Lavender 2 triệu, Ruby number 2 2 triệu, vàng đỏ hoàng kim 1 triệu rưỡi, Gift by God 1 triệu. Giờ phải đi đón con rồi. Rồi có gì cả nhà thích cây nào cứ chụp hình rồi gửi qua Zalo cho em. Gửi qua Zalo, số điện thoại Zalo của em là 0903 7048. Bây giờ em chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Hương Sắc Hoa Lan. Nhớ bấm đăng ký và bấm like cho em với nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo, có thể là tuần sau. Rồi bye bye cả nhà.